Xin chào tất cả các bạn nhé. Các bạn ơi, hiện nay Lục Thành đang có mặt tại một cái địa điểm gọi là tập kết bò thuộc xã Quảng Hưng, Quảng Hòa, Cao Bằng. Đây là một cái điểm tập kết mà Thành tình cờ phát hiện ra thôi. Trên đường đang đi khám phá chợ Thông Huề thuộc Trùng Khánh, Cao Bằng thì có gặp cái trang trại này, cái điểm tập kết này. Đó, đây là cô chủ nhà đấy. Ngay bây giờ tôi sẽ theo chân cô chủ nhà đi xem những con bò và trò chuyện những con bò ở đây để mà chia sẻ với các bạn nhá. Đấy, đi cô nhỉ, cô ấy cùng cháu đi vào đây đấy. Đó, ở đây đợt này lên bao nhiêu con à cô? Đợt này có tất cả bao nhiêu con? 40-50 con đấy, nhiều nhỉ. Đây theo cô bảo là bò ta, nhưng mà hình như bò lai một số hay sao ấy nhỉ? Bò lai ít phải không ạ? Đấy các bạn, những con bò rất là đẹp. Đấy. Đấy, tôi sẽ quay lướt qua và vừa đi vừa trò chuyện với cô vui vẻ thôi. Đây, cô lấy cái lá ngô này, ngô ngoài đồng về chăn bò đấy. Đấy, rất là nhiều luôn. À. Cô ơi, cô nói cụ thể cho mọi người biết về cái địa điểm bán bò của mình để người dân đến đây mua với cô. Người dân đến đây lấy đi tăng giai. Dạ vâng, thế tức là ý của cháu là nói cái địa chỉ nhà của cô ấy cụ thể ấy. Đầu cầu Quảng Hưng. Đầu cầu Quảng Hưng. Đầu cầu 1 Quảng Hưng thuộc xã Quảng Hưng, Quảng Hòa, Cao Bằng. Ngày trước là Quảng Uyên, bây giờ chuyển thành Quảng Hòa, Cao Bằng. Đó, đây là những con bò. Con bò nói chung là bò lấy từ xuôi lên thôi cô nhỉ. Đấy, bà con cô bác ai có nhu cầu mua bò đi nuôi, đi tăng gia, có thể đi cày đến đây với cô mua. Các bạn, các cô chú, anh chị, các bạn nhé. Đó. Đây, cô đang chăn những con bò. Đợt này có 50 con à cô? 50 con, những con bò rất là đẹp các bạn ạ. Sừng con này không đẹp lắm, nhưng mà về cái hình dáng thì đẹp đấy. Về giá cả thì chắc cô không nắm được đâu phải không? Chủ thôi đúng không? Chỉ có chủ nhà thôi đúng không? Chủ bò thôi nhỉ? Cô chỉ là chủ nhà, tức là chủ cái địa điểm tập kết thôi. Còn ông chủ châu bò lại là ông chủ khác, ông chủ bò ấy. Tôi quay. À, tức là cô cũng là người mẹ của chủ, của người buôn. Vâng. Cô là mẹ của người buôn bò. Đó, nên cô không nắm được, chỉ có người trực tiếp buôn ấy, con của cô ấy. Mới con hơn 30 hết à? Hơn 30 dưới. Có loại hai loại và có loại là dưới 20. À, có một loại là dưới 20 triệu, có một loại là tầm 30 triệu. Vâng. Thế người chủ đi đâu rồi? Con của cô đi đâu rồi? Hả? Con của cô mà người trực tiếp buôn châu ấy là đi đâu rồi ạ? Là hỏi tên á. Tức là bây giờ ở nhà không? Có mà. Ở dưới kia, vừa rồi á? Vừa rồi. Lấy có hai thằng. Con trai á? Con ấy, là con trai. À thế á? Vâng, ừ. Cháu quay lên này tí. Con này cao này cô nhỉ? Con này phải 30 đấy nhỉ? Ừ, nhưng mà sừng nó bị lỗi một chút. Đó. Tức là có hai anh con trai của nhà mình chuyên buôn bò ấy. À. Đó. Xin nhắc lại với các bạn, đây là cái địa điểm tập kết bò. Có địa chỉ tại đầu cầu 1, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng các bạn nhé. Những con bò khá là đẹp. Các bạn ở gần hoặc là ở những khu vực tương đối gần khu vực này ấy, có thể tìm đến đây chọn những con bò đi nuôi vô béo, hoặc là đem đi nuôi phục vụ cày cấy. Đó. Quay lướt qua một chút. Đấy. Đây có tất cả 3 con, 6 con rồi. 3 con này, 7 con rồi. Ừ. Đấy. Đó, toàn chăn bằng cây ngô này, ngoài đồng. Bà con đang là mùa ngô mà. Cây ngô với lại cỏ voi. Đấy. Chăn tự nhiên con nào cũng ăn ầm ầm, nó cho ăn khỏe lắm. Đó, tiếp tục đi khám phá ba nhà, cùng ba đi tiếp. Chào anh. Họ đến xem bò à? À,
xem anh quay anh chị một chút để làm kỷ niệm thôi. Đấy, xem bò. Thấy con nào chưa anh chị? Đấy, anh chị đến xem bò đấy. Này. Con này cũng đẹp nhưng mà có vẻ trông khá là già nhỉ. Cái sừng của nó ấy. Chẳng biết mấy răng rồi, xem nào. Xem khách xem nào. Không sao, cứ xem thoải mái đi. Bao nhiêu? À, 4 răng rồi đấy. Sừng, nhìn những bộ sừng nó tương đối già rồi mà nhỉ. Được. Nuôi béo khỏe là được. 7 con rồi, đây là 8 con, 9 con, 11 con. Ở trên này có 11 con rồi. Đó. Xin nhắc lại với các bạn, đây đang có khách nha. Tình cờ gặp hai khách. Anh chị đến xem bò. Ở đây có bò ta và bò lai. À, buổi trưa phải không? À, buổi trưa có nhiều lắm ạ. Đấy, những con bò lai. À, theo tôi được biết một số thông tin cô chủ vừa kể là có loại là tầm 20 triệu mà có loại là tầm 30 à. Loại to hơn là giá tầm 30. Đấy, tôi tiếp tục đi vào chuồng trại các bạn nhé. Nghe nói là bên trong chuồng trại còn nhiều lắm. Đây, tôi chào cô ạ. Cô ơi, bây giờ cô bảo là có loại 30, có loại 20 à? À, có loại trên 20 và có loại trên 30 phải không? Con này cao đấy. Cao thân dài đấy. Những con này thân dài này. Khá là đẹp. Đó. Để ngay trong chuồng. Con gà chuẩn bị đẻ trứng đây. Kêu ầm ầm đây. Đó. Ô, nhiều thế cô? Nhiều lắm. Ừ. Tất cả có bao nhiêu trăm con hả cô? 5-60 con đấy. Các bạn hãy để ý nhá. Đây này, tôi quay lướt qua một chút này. Đó, ở phía dưới kia rất là nhiều luôn. Tí nữa tôi sẽ chụp một cái kiểu ảnh để làm cái ảnh thumbnail, ảnh bìa ấy, để nhìn cho nó thích. Bên trong kia kìa. Đó, ngoài ra, ôi bên tay trái này cũng có, chuồng nào cũng có hết nhỉ. Ôi dồi ôi, nhà mình buôn trâu buôn bò lâu chưa cô? Lâu rồi, làm được mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi hả? Mấy năm rồi. Nhưng mà, à, mấy năm rồi nhưng mà đợt nào cũng nhiều thế, gần đây cũng có nhiều thế hả? À, thế mà cháu đi lại qua đây suốt mà không biết nhỉ? Không biết nhỉ? Cháu không biết được, không thì cháu quảng cáo cho cô lâu rồi. Đây này, những con bò khá là đẹp, cao, đẹp, bò non. Đi từng con một các bạn nhé, đi từng con một, quay lướt qua từng con một đi. Con này già này, nó không đứng dậy, không biết nó to như thế nào. Nhưng mà bên này cũng có, tất cả các ô chuồng đều có hết các bạn ạ. Có tầm 60 con hả cô? 60 con. Và có loại, có hai loại cô bà thấy, có loại trên 20 triệu và có loại trên 30. Loại trên 30 là những con to hơn hả bà? À. Cô? À, đây, ở đây có một con trâu. Trâu nhà mình nuôi hay là con trâu để bán? Ờ, nhà mình nuôi để bán thôi đúng không? À, vô béo. Nó có mỗi, có độc nhất một con trâu thôi phải không? Ừ. Trời ơi, thích đấy. Cháu quay cho bò là nhiều người thích rồi. Đấy, xem từng con ở ngoài này vào. Còn bên trong kia. Đó, ôi đây có hai con. Này, cái giống này giống bò lai này. Đó. Bò lai khá là nhiều các bạn ạ. Hình như đa số là bò lai. To, cao. Con kia hơi gầy. Sừng nhọn. Trông khá là già rồi. Cặp này khá là đều nhau. Đó. Cặp này có vẻ non đấy. Wow, anh dưới kia là anh con của bà, anh chủ. Em chào anh. Anh ơi, em quay bò một chút nhá. Em quay làm cái tử tế cái hai cái đẹp thôi mà em quảng cáo cho anh một chút. Em làm cái YouTube Cao Bằng quê hương tôi ấy. Vâng, em là người Cao Bằng mà. Quảng Hòa mình thôi mà. Bên tự do này mà, em hay đi khám phá khắp Cao Bằng. Quay chợ phiên, quay châu bò, lợn gà các thứ. Như cái mô hình kinh tế cho bà con biết đấy. Nên họ thích xem châu bò em lắm, em quay lắm. Em vào đây vô tình đi qua đường, qua gần nhà anh ấy thấy khá nhiều con bò nên em dừng hỏi cô.
Đó. Dạ vâng, anh cứ tự nhiên đi. Em mà quay một chút xong em đi chơi chợ Thông Huề thôi, khám phá chợ Thông Huề. Dạ vâng ạ. Đó. Rất là nhiều các bạn nhá. Vừa rồi chưa được xin phép anh chủ trước, nhưng mà xin phép cô chủ rồi. Và mình cũng làm những cái việc tử tế, việc hay thôi, tốt đẹp thôi, không vi phạm pháp luật. Đấy, và cũng có lợi cho người dân, để người dân biết những cái mô hình, những cái địa điểm mà bán trâu bò, để người dân biết tìm đến mua ấy. Những cái lợi, có lợi có ích là mình làm đấy. Đó, anh chủ ở dưới này. Dạ không sao, anh cứ làm việc đi. Em cũng bận rộn, anh cũng bận rộn. Có tất cả khoảng 60 con các bạn nhé. Cái địa điểm này rất là nhiều luôn, mà chủ yếu là bò thôi, đủ các loại luôn. Đó. Đây, đi xuống dưới này một chút. Đó. Đây, anh chủ và cùng các thành viên trong gia đình chuẩn bị lấy cỏ voi ra thái. Đây, cỏ voi ở đây. Và cùng với thân ngô này, ngoài cánh đồng các bạn ý nhé, ngoài cánh đồng toàn ngô này. Ngô sắp đến mùa thu hoạch rồi. Ngô rất là xanh tươi luôn. Đấy, bên này thì có cỏ voi, rất là nhiều cỏ voi. Đó, đem vào máy. Đấy, mua hai cái máy thế này về và cho vào thôi. Cho một lúc, thái một lúc, cắm điện mà thái một lúc và đem đi chăn thôi. Anh em quay tầm 10 phút xong ông hàng sát nhá. Cứ cho vào đây đi. Vâng, ông ạ. Cháu quay tầm, cháu xin phép 10 phút xong ông sát xong nhá. Ông nào quá nhá. Dạ, cháu quay được một chút rồi. Để quay thêm, quay những con dưới này nữa. Đó, quay ông một chút này. Rất là chịu khó làm kinh tế này. Đại gia đình của mình đấy nhỉ. Mình có thuê ai để làm ở ngoài này, ở đây không à cô? Có thuê thêm người làm không? Không, nhà tự làm. Nhà mình có 5-6 người chứ nhỉ? Có 4 người. Nuôi 60 con. Wow. Đúng, phải. Từ từ này, thả lan yến nữa. Lan quay hồi hâm này. Hả phút, tiếp phút hâm lần này. Cố gắng thả lan yến nữa. Lan quay thêm yến hâm. Sang quay tua tần tần nấy bạn. Nói tiếng Tây đôi lúc hơi khó. Mình nói tiếng Nùng nhiều. Đó, quay lướt qua từng con một. Bây giờ mình sẽ đi vào khu vực này, quay lướt qua từng con một để các bạn hình dung được từng con ở đây. Xong mình sẽ kết thúc video ở đây. Đó, con nào như con nào? Cao, chân cao. Đẹp, đấy. Đó, các bạn để ý nhá. Nhìn, tôi quay đi chậm chậm thôi từng con một để các bạn biết được. Thành, chưa mò anh ơi. Dạ. Đợi em chưa. Đấy, đang có hai người khách vừa rồi, lúc đầu video tôi giới thiệu rồi, đang đến xem bò này. Nghe nói là buổi trưa ấy, bà con ở xung quanh đây, khắp bản làng đến đây xem bò nhiều lắm, đông lắm các bạn ạ. Đó. Đấy, những con bò rất là đẹp luôn. Đấy. Có tất cả khoảng 60 con, nhà chủ bảo thế. Quay lướt qua toàn bộ khu vực này cả nhà để các bạn xem này. Đó. Không được liếm, có con liếm vào chân tôi. Đó. Thôi bây giờ đi từng con một. Từng con một đi dạo lướt qua thôi. Còn tiếp theo. To này. Thấy con nào vừa ý chưa anh? Chưa, đang tìm thôi đúng không? Tìm đi. Đẹp mà. Khá là già, to nhưng mà già, để cái dòng bò già này các bạn ạ, con này già.
khu vực này là châu bò, bò già các bạn, khu vực này chủ yếu là bò già gầy. Ở khu vực này những con nó già già hơn ông nhỉ? Ở đây khu vực này có nhiều con già hơn nhỉ? Bò lai nhiều. Bò ta nữa. Thôi cháu đi dạo bên này ạ. Đó. Bò ta. Vâng, con này con lai này. Đúng rồi, con này lai, con này đẹp nhỉ? Cao đấy. Bò lai cao to lắm đấy, cái giống bò này các bạn ạ, rất là to luôn. Này, sừng nó đây bé tí, tức là nó tún, ngắn tún thế này thôi. Đó. Trông dễ thương. Nói chung là đáng yêu, dễ thương. Bò lai mà. Còn lại là những cái giống bò bản địa nhỉ. Những con này hơi giống con bò chọi một chút. Cái giống con này ấy. Chủ yếu là nhập từ đâu về à, chú? Còn... Lặng. À, khắp nơi đúng không? Tổng hợp về đây. Ủa giời, con này liếm vào mình. Này, tao lau lại người mày. Lạng Sơn là họ nhập từ Lào, Thái Lan về cũng nhiều đấy. Ở bản làng ở Lào, Thái Lan. À, không, mình lâu rồi. Những cái này lâu rồi đúng không? Mình lấy về lâu rồi mà, không sao. Không phải là thời điểm bây giờ mà mình lâu rồi nhỉ. Cháu đi khám phá khắp Trà Linh các thứ ấy, họ kể như thế mà. Ừ, ok như thế thôi. Cháu quay từng con một à các bạn. Quay từng con một từ đây đi nào. Đấy, con này là to. Già. Dạ, 4 tạ rưỡi đúng không? À, 4 tạ rưỡi đấy con này. Bốn tạ rưỡi là những con to ngoài này à? À, những con to là 4 tạ rưỡi hết đấy. Đây là con trai của chú à? Con trai của chú đấy. À, làm cái gì à? Ở xã mình phải không? Nó chịu khó làm kinh tế này nữa. Đây là mình buôn nữa phải không? Đây là mình nhà mình nuôi vú béo thôi đúng không? Giỏi thế nhỉ? Nhà mình vay vốn đầu tư đấy. Giỏi, được, làm mô hình này rất là tuyệt vời luôn. Nhưng mình cũng bán luôn mà đúng không? Có những con đem về, có khách đến đấy là mình vẫn bán luôn mà phải không ạ? Vâng, con là điều giá, mình thấy điều giá. Vâng, gầy thì mình vẫn để nuôi để béo, đúng không? Vâng, đây. Đó. Các bạn ạ, vừa nuôi vừa bán. Chuẩn bị cho bò ăn con cỏ voi với cây thân ngô các bạn ạ. Cỏ voi với thân ngô thôi. Anh làm nhà nước, ngoài ra tranh thủ làm phát triển về kinh tế trang trại nữa. Cháu tìm một cách chụp một kiểu ảnh nhà ở đâu đẹp đẹp, chụp một kiểu ảnh đẹp đẹp lắm. Toàn con to 4 tạ rưỡi hết à chú? Không, con to 4 tạ rưỡi. Nhưng con to nhé. 3 tạ. À, con nhỏ tầm 3 tạ, con to 4 tạ rưỡi đấy, nhà to. Bò lai nó còn to hơn nữa. Cái em ra bên này uống nước đi. Rồi rồi, vâng ạ. Cái em muốn hỏi cái gì nhỉ? Mình nuôi lâu chưa? Những cái đàn đa số ấy. Cứ nuôi 1 tháng béo thì bán. À, mình vỗ 1 tháng là nhanh đấy nhỉ. Ừ. Họ nuôi trâu nuôi bò bản địa còn vỗ 3-4 tháng. Ở 1-5-600 1 triệu thì bán. Ừ, đấy làm kinh tế. Đúng rồi, làm kinh tế phải thế mà. Nấy đông con về được thôi. Dạ.
đồng con thì mình có thể được ít con nhưng mà để mình số tiền nó nhân lên đúng không? Đây làm kinh tế và nhiều cách, nhiều bài làm, nhưng mà làm ít con đắt quá thì dân cũng chẳng mua được chẳng hạn. Đấy đấy, mình bán nhiều con nha, số lượng mình lãi ít thôi, lãi ít thôi, lấy nhiều con dồn vào đấy. Đấy thì là hợp bài của nó rồi. Đấy các bạn ơi, như vậy tôi vừa đưa các bạn đi thăm một cái mô hình gọi là nuôi trâu bò vỗ béo, và anh chủ thì gọi là vừa nuôi vừa bán. Ai có nhu cầu mua trâu bò thì hãy đến với địa điểm này để mua trâu bò các bạn nhé. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là điểm tập kết trâu bò, nhưng hóa ra đây là một cái trang trại mô hình nuôi trâu bò vừa nuôi vừa bán các bạn ạ. Có địa chỉ tại đầu cầu mới, đầu cầu số 1, xã Quảng Hưng, Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. Rất nhiều có tại tất cả có 60 con bò. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chào các bạn. Bye bye.